Câu hỏi đến từ khán giả có tên là Lê Văn Sơn, số điện thoại là 0237, 3 số cuối là 268, tại Thọ Xuân, Thanh Hóa có hỏi như sau. Nhà tôi có nuôi 17 con lợn thương phẩm, được 45 ngày tuổi, có hiện tượng là đi ngoài phân dạng lòng, màu nâu, ăn uống vẫn bình thường, đã dùng men tiêu hóa, thuốc trị bệnh E. coli nhưng thấy không hiệu quả, hỏi nguyên nhân và cách điều trị. Vâng, theo mô tả của anh Sơn về bệnh trên đàn lợn thì tiến sĩ Vũ Ngọc Sơn đã có câu trả lời như sau. Vâng, lợn của nhà anh Sơn là bị bệnh hồng lị. Bệnh hồng lị, tức là cái bệnh hồng lị đó nó thường xảy ra trên cái đàn lợn trai. Và cái màu phân của nó là thường có cái màu hồng nâu, tiêu chảy. Nguyên nhân của nó là do nó ăn phải những cái vi khuẩn có sẵn ở trong cái môi trường thôi, hoặc là kiểm soát qua cái nguồn nước uống. Bây giờ cái điều trị thì nó sẽ có hai bước sau đây. Cái bước thứ nhất tức là giữ cho cái chuồng nó khô sạch, giữ chuồng nó khô sạch, kết hợp với cái việc phun sát trùng để diệt cái mầm bệnh. Bước thứ hai là sẽ tiêm cho đàn lợn một trong hai cái loại thuốc tôi nêu cho đây, đó là cái canatialin hoặc là cái anflox, hoặc là có thể tiêm cái tiamulin cũng được. Thì là bạn tiêm là tiêm đủ 3 ngày, tiêm đủ 3 ngày hoặc là 4 ngày. Ngoài ra thì là tăng sức cho cái con lợn này, cho đàn lợn này thì bằng các cái thuốc hỗ trợ như là cho uống nước, có pha thêm điện giải, thì B-complex điện giải. Thì đấy, thì là nếu mà bạn làm được hai cái bước như chúng tôi nêu, đó là sát trùng chuồng trại, giữ khô giữ sạch chuồng và kết hợp với lại dùng thuốc điều trị đặc hiệu thì lợn nó sẽ khỏi. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này nha, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Dạ, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2 cân rưỡi trở lên còn 4 cân tự bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn lớn như không què chân không lở rốn không mắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai.
sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, hai ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.